Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa là tình yêu. Vì yêu thương, Ngài đã đến trong thế gian để chia sẻ thân phận kiếp người với chúng ta và để cứu độ chúng ta. Ngài cũng mời gọi chúng ta được cộng tác với Ngài trong chính công trình cứu chuộc nhân loại này bằng việc thực thi bác ái yêu thương, đem tình yêu và sự thật giải phóng nhân loại bằng cách quảng đài và cộng tác với Ngài. Truyền kể rằng có một vị vua đại gia nhưng không có con để nối dõi và kế thừa ngai vàng. Nhà vua thông báo cho trai đinh toàn quốc biết rằng trong năm ông sẽ chọn một người làm dưỡng tử đào tạo để truyền ngôi. Điều kiện là người đó phải có lòng yêu mến Thiên Chúa và con người hết mực. Tại một làng quê xa xôi, có chàng thanh niên nghèo luôn chia sẻ những gì mình có với dân làng. Dân làng đã đồng thanh động viên chàng lên đường ứng thí. Mang trên vai kỳ vọng của dân làng, nếu được chọn, anh sẽ đem tình thương để cai quản dân nước, hầu muôn người được hưởng hòa bình, thịnh trị, dân nước không còn cảnh đói nghèo và bất công. Khốn nỗi anh thì quá nghèo mà dân làng lại luôn có người đau yếu để anh phải chia sẻ, giúp đỡ. Anh không thể kiếm đâu ra được một bộ quần áo tươm tất để thượng kinh. Nhưng cuối cùng anh cũng có được bộ quần áo khả dĩ tạm xứng để diện kiến bệ rộng. Đến gần hoàng cung, anh đói lá và gục bên cạnh một người hành khách rách rưới. Vì lộ phí, anh đã phải chia cho những người nghèo ở trên đường. Trong sự dày vò của cơn đói, người hành khách đó lại xin anh bộ đồ mà anh đang mặc vì ông có việc rất cần dùng vào việc hỷ trọng. Đồng lòng thương, anh đã đổi cho ông hành khách bộ quần áo của mình. Với bộ đồ rách nát, anh không dám nhập thành. Sau một ngày nấn ná, nhưng cuối cùng những ánh mắt và kỳ vọng của dân làng đã cho anh quyết tâm để diện kiến đức vua. Thật kỳ lạ, chẳng ai hạch sách về quần áo rách nát của anh. Và kỳ lạ hơn, đức vua trên ngai vàng lại chính là ông lão ăn xin hôm nào đang khoác trên mình bộ đồ quần áo của anh cho. Anh không tin vào mắt mình, nhưng kìa, nhà vua đang mỉm cười và ngỏ lời với anh: hỡi con yêu dấu, hãy đến đây, ta đang chờ con. Chàng thanh niên đã được chọn làm dưỡng tử và thừa kế ngai vàng nhờ tấm lòng từ bi quảng đại của anh. Hôm nay thánh sử Matthew cũng thuật lại vua trời đất chọn lựa một người cha cho mình trước khi Ngài đến ở với con người, làm người, chia sẻ thân phận kiếp người và để cứu độ con người. Này đây là tới ngày ta gây cho David một mầm mống công chính. Mầm mống này sẽ làm vua thống trị, sẽ là người khôn ngoan thực hiện công lý và công bình trên đất nước. Xét về nguyên gốc, thánh Giuse đích thực thuộc dòng dõi vua David. Tuy nhiên, hậu duệ của vua David thì có hàng hà sa số, chứ không chỉ có một mình Giuse. Giuse đã được chọn bởi lòng quảng đại bao dung với con người và sẵn sàng cộng tác với Thiên Chúa. Vì bao dung và tin tưởng vào đức hạnh của Maria, Giuse đã chọn phần thiệt về mình. Ngài âm thầm rút lui để bảo toàn danh dự và tính mạng của Maria. Đang khi định tâm như vậy thì Thiên Chúa đã ra tay can thiệp. Lời của sứ thần đã soi sáng, giải đáp thắc mắc bấy lâu dày vò tâm hồn Giuse. Sứ thần còn giao trọng trách cho Giuse đã đặt tên cho con trẻ. Đây chính là vinh dự và là quyền tối hậu dành cho người cha. Giuse đã đón nhận Maria về nhà mình và hết lòng yêu thương chăm sóc nàng cũng như người con mà nàng đang cưu mang. Thiên Chúa tình yêu khi trao ban cho thế gian con một, Ngài muốn
dạy cho mọi người nói chung một thứ ngôn ngữ, đó là ngôn ngữ tình yêu. Chính vì thế mà Ngài đã mang tên là Emmanuel, tên gọi được báo trước qua lời ngôn sứ Isaiah, cũng như qua lời thiên sứ báo tin cho Giuse. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài đến ở cùng chúng ta để làm gì? Nếu không phải là để nói cho chúng ta về tình yêu vô biên của Thiên Chúa bằng cả cuộc sống yêu thương của Ngài. Từ lúc sinh ra trong hang đá Bethlehem đến cái chết treo trên thập giá, đó là cả tiếng nói của tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương chúng ta nên đã làm người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Ngài đã đến và cắm lều ở giữa chúng ta để chia sẻ thân phận kiếp người với chúng ta và để cứu độ chúng ta. Ngài là Thiên Chúa nhưng đã trở thành anh em và đồng hóa với nhân loại. Ngài đã nhập thế và nhập thế để liên đới với toàn thể nhân loại, để đưa cả loài người chúng ta trở về với Thiên Chúa. Ngài còn trở thành người nghèo giữa những người nghèo khổ, bị áp bức và bị bỏ rơi. Ngài muốn ngày Giáng sinh trở thành ngày trời đất giao hòa, để cho Thiên Chúa và loài người gặp gỡ yêu thương, cho hòa bình chấm nở trên trái đất. Ngài muốn ngày Giáng sinh trở thành ngày đấng tối cao xa lạ trở thành thân quen, thành bạn hữu của loài người, để kêu gọi loài người nhận nhau là anh em, là bạn hữu. Ngài muốn ngày Giáng sinh trở thành ngày đấng giàu sang khôn sánh trở thành người nghèo khó, để cho người nghèo khó nhất cũng được trở nên ngang hàng với con Thiên Chúa. Và như vậy, để loài người biết yêu thương và tôn trọng nhau như yêu thương và kính trọng Thiên Chúa vậy. Thiên Chúa và Giáo hội không nhắm đến hình thức trang hoàng, tổ chức ăn mừng bề ngoài hoành tráng cho bằng hiểu và sống và thực hiện bài học Giáng sinh. Đó là cùng với Chúa Giêsu nhập thế và nhập thế liên đới với tha nhân, nhất là với những người nghèo cơm bánh, nghèo công bằng, nghèo chân lý, nghèo sự thật, nghèo dân chủ, nghèo nhân phẩm, nghèo nhân quyền, nghèo tình yêu, nghèo sự chấp nhận, nghèo sự tôn trọng và tha thứ. Khi chúng ta biết mở rộng tâm hồn đón tiếp và yêu thương những ai bé nhỏ, khó nghèo, coi họ ngang hàng với con một Thiên Chúa, thì khi ấy chính tâm hồn của chúng ta sẽ trở thành hang đá Bethlehem và ánh sao Noel để đón Chúa đến trong cuộc đời của chúng ta và hướng dẫn người khác đến với tình yêu của Thiên Chúa. Emmanuel, Thiên Chúa làm người và ở cùng chúng ta. Ngài đã nói với loài người chúng ta bằng ngôn ngữ tình yêu. Ngài muốn chúng ta sử dụng ngôn ngữ tình yêu này. Khi nhân loại nói với nhau bằng ngôn ngữ tình yêu, thì niềm vui ngày con Chúa Giáng sinh làm người mới thật sự trọn vẹn, để vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng ta thường căng thẳng, phân vân, đau khổ khi đứng trước những quyết định chọn lựa trong cuộc sống. Xin Chúa giúp chúng ta biết dùng lòng quảng đại yêu thương, biết dùng ngôn ngữ tình yêu mà sẵn sàng thưa vâng với Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Ước gì mỗi người chúng ta hôm nay là Kitô hữu, là con cái và là môn đệ của Ngài. Trong đấng Emmanuel, chúng ta biết sống bao dung quảng đại, biết sử dụng ngôn ngữ tình yêu, ngõ hầu mọi người chúng ta trở thành hang đá, thành máng cỏ, thành ánh sao Noel, để nơi đó Thiên Chúa ngự trị và ở cùng chúng ta và dẫn đưa mọi người đến với tình yêu của Chúa, để vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Amen.